Em là Trần Audio Nội, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip hôm nay thì em có về được một siêu phẩm cặp loa Buxel, một cặp loa vô cùng đẳng cấp của JBL. Cặp này thì có cái mã model là JBL 4309 Studio Monitor. Đây là một cặp loa Buxel thuộc cái phân khúc high-end cao cấp đời cao và một trong những cái dòng tiếng rất là hay, vô cùng chất lượng. Tình trạng em này thì về trong cái tình trạng là hàng demo chưa có sử dụng, bên em khui thùng vào và test cũng như báo giá cho các bác. Giá thì rất là tốt và rất là tốt luôn, bao tốt nhất Việt Nam cho các bác. Một cặp loa hay, em này thì cái giá lít tại một số cơ sở vẫn đang bán là mức giá 58 triệu đồng, nhưng bên em thì có một cái mức giá chiết khấu cho các bác rất tốt. Hàng này hàng demo chưa có sử dụng, thậm chí là còn chưa có khui ra. Đấy, đây là lần đầu tiên em khui thùng cái cặp loa này ra. Đấy, cặp này thì bên em giao lưu cho các bác mức giá 24.500.000 đồng, hàng chính hãng, phân bối bởi Thanh Tùng Audio Hà Nội, và các bác nào lấy thì bảo hành cho góc chính hãng 1 năm. Đấy, rất là yên tâm cho các bác sử dụng. Về cái thông số kỹ thuật của cặp 4309 này thì cái dòng loa Buxel kích thước của nó thì cũng khá là gọn gàng, chiều cao 42, chiều ngang là 26 và chiều sâu là 23 cm. Công suất của cặp loa từ 25 cho tới 150W. Cặp này các bác có thể chơi được những phòng 20-25 m², tiếng khá là ok, hoặc là những cái phòng chung cư các bác chơi cặp này thì rất là ổn. Cấu hình thì gồm một bát 16,5 và một cái loa mic kèn, một loa chép kèn cao cấp, tiếng rất hay. Đấy, công suất lên tới 105W cho một thùng, rất là khỏe luôn. Cái dòng 4309 Studio Monitor thì có hai cái phiên bản, một là phiên bản màu đen, hai là phiên bản màu gỗ Venus. Thì của em về được cái phiên bản này màu gỗ các bác nhé. Đấy, và em khui thùng ra thì bên trong thì chúng ta sẽ có là cái catalog, đấy, thông số của nhà sản xuất cũng như là cách bố trí, cách kết nối và mấy cái tấm mút chân. Đấy, và bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác. Em này thì đây là lưới căng của cặp 4309 với cái lưới vải màu xanh này, nó sẽ đồng bộ với cái mặt loa màu xanh đây, và mới nguyên các bác ơi. Cái độ mới thì không phải tả vì là em vừa mới khui thùng ra thôi. Đây, mở ra thì bên trong thùng này làm rất chắc chắn các bác nhé. Hai lớp thùng, một cái lớp thùng bên ngoài này, và mỗi cái loa bên trong thì sẽ được đặt trong một cái thùng riêng nữa. Đây, trong này thì các bác có túi đựng này, có chống ẩm này, có xốp này, đây chống ẩm này, đây, xốp rất là dày, đấy, catalog rất chất lượng. Đấy, bỏ qua cái thùng một bên, em sẽ quay cho bác cái phần loa. Đây, em mời các bác cho chúng ta sẽ cùng xem cái kết cấu của loa. Em này thì thiết kế với cái vỏ gỗ Venus, đây cái vỏ gỗ nhạt. Đấy, cái màu này thì gỗ rất là hiện đại, đẹp, sang. Đấy, xuất sắc luôn. Cái kèn này phê chưa? Ở đây thì có một cái vi tinh chỉnh điều chỉnh cái decibel của giải cao. Bát 16,5, màng giấy gân cao su, hai lỗ thông hơi. Đẹp xuất sắc. Phần phía sau thì các bác chơi được BY các bác nhé. Đấy, mới tinh luôn. Model 4309. Chất âm thì vô cùng đẳng cấp. Đấy, các bác nào nghe thì nghiện. Bên em giao lưu cho các bác mức giá 24.500.000. Giá này thì có bao tốt nhất Việt Nam cho các bác, duy nhất một cặp thôi. Đấy, các bác nào nhanh tay alo cho em để sở hữu cặp loa này. Bây giờ thì em xin test nhạc để mời các bác chúng ta cùng nghe. Bên em có địa chỉ tại 63 phố Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có giao hàng đi toàn quốc. Cảm ơn các bác. Các bác nhớ đeo tai phone vào để chúng ta lắng nghe, hoặc là các bác có thể kết nối ra hệ thống âm thanh nhà mình để chúng ta nghe. Tiếng rất tuyệt vời. Em test nhạc vàng, nhạc Pro. Rất là người lớn ạ. Một cặp loa nhỏ xinh. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau
tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mây tuổi yêu vẫn chờ. Để nguồn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang, có bạc trắng nơi phong sương vẫn còn đậm tình thương. Cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một yêu tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Cặp loa có mức giá bán 24.500.000 đồng, báo giá tốt nhất Việt Nam. Các bác quan tâm cặp loa này thì alo sớm cho em đặt trần, duy nhất một cặp thôi và em sẽ test cái bài hát tiếp theo, mời các bác chúng ta cùng nghe. Bác ảnh rất tốt ạ, các giả đều nhau. Loa rất hay trong cái tầm tiền, đặc biệt là các bác nào đang có nhu cầu cần tìm một cặp loa bookshelf nhỏ bé để chúng ta nghe trong phòng ngủ,
cũng như là phòng làm việc hoặc là phòng khách nhỏ. Đấy, các bác chơi cặp này quá đẳng cấp luôn, giá cực kỳ tốt. Thời gian qua lối này, khi tay trắng tay buồn vắt lên vai, hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhầm. $24,500 cho cặp 4309. Các bác quan tâm hãy nhanh tay alo cho em. Duy nhất một cặp thôi, chất lượng cực kỳ tốt, chất âm hay, loa phun thùng xốp, hàng để mồm chưa sử dụng mà rất đẹp. Anh còn yêu em như rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mơ sương, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em, đường xanh ngực nở. Anh còn yêu em, lòng tim rạng vỡ. Trần cảm ơn các bác quan tâm theo dõi video clip cặp siêu phẩm 4309 bên em giao lưu mức giá 24.500.000 đồng, duy nhất một cặp thôi. Các bác nào nhanh tay thì chúng ta có cơ hội sở hữu được cặp loa cực kỳ chất lượng và với cái mức giá tốt nhất Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.